Đó. Đó. Xem cái bảng màu vàng này có giống ba tôi chín mươi một tám mươi một trăm mười trăm lẻ bốn ba chín mươi một tám mươi một trăm mười phẩy bốn 96. Ủa sao 96 khác cái âm này, 100 110. em đọc chỗ nào 96 À này. bỏ, à em bỏ cái ông, bỏ cái ông thứ tư đi, Tôi thấy đâu có chỗ là ông 96 đâu mà em đọc cái gì ra 96 ghê em. cái ông D đó thầy. Ông D làm gì 96? Ông D ông có thu nhập hai nơi, ông đã đóng ở cái công ty kia rồi. Rồi 390, 180, 110 triệu 400. Tổng là 608. 30. Một trăm lẻ bốn triệu 760.000 ở đâu vậy thầy? Thì đây, thì cái ông D đó. Ông D đó là em không có trừ gì hết á. Ông D đó ông có thu nhập hai nơi tại công ty em, ông hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên nên không có giảm trừ bản thân, không giảm trừ bảo hiểm thì thu nhập tính thuế nó bằng như vậy luôn. Nó bằng thu nhập chịu thuế luôn. Trong lấy 4 này, lấy 8 triệu 3 nhân 12 nè, 8 triệu 7 nhân 12 nè. 60. 8 triệu 7 nhân 12. Một trăm lẻ bốn bảy tám năm một sáu mươi. Rồi, giảm trừ bản thân 184 132 184 132 184. Giảm trừ bản thân bảo hiểm xã hội 12 6 8 8 20 đúng rồi, bảo hiểm xã hội 12 6 8 8 20 thu nhập chịu thuế, thu nhập tính thuế sáu. Giảm trừ bản thân bảo hiểm xã hội sáu mươi chẳng hạn như tổng tiền
đúng chưa? Alo, Dạ chưa, nó chưa ra. ông nào đang bị ông nào đang bị ông A, ông B, ông C, ông D? Không, cái thu nhập tính tháng 1670. Thu nhập chịu thuế nhưng trừ. Trong tấm chưa? Ba mươi ba năm hai chịu.
Ủa sao cái thu nhập tính thuế của thầy là 10 một tháng là 16 triệu 505 của ông A vậy thầy? Đó, chia 12. Bữa chỉ rồi mà sao kỳ vậy em? Thu nhập tính Mở công thức ra. Không thuộc bài gì hết. Sao? Alo. Dạ. Trời ơi trời, bây giờ cứ bị chỗ nào cứ nói cho nghe, bị chỗ nào? Giờ Ông không biết A được. nè. Ông A nè. Ông A cột nào em đúng rồi. Ông A, thuế thu nhập cá nhân 12 tháng, giảm trừ đúng rồi, bảo hiểm, thuế cả năm, ra được cái ông E rồi thầy. Ông B. Ông B 18 triệu. Rồi. Ông C. Ông C không có thuế. Rồi. Ý là Rồi. từng cột đúng không? Dạ Mình đúng. phải lấy từng cột đây để mình làm. Rồi ông D nè. Ông D 104.760. Lấy cái toàn bộ thu nhập nhân cho 12 luôn. Chứ không có trừ tiền cơm gì ở đây cả. Vì sao không trừ tiền cơm? Vì ông có thu nhập hai nơi. Cái nơi bên kia ông trừ tiền cơm rồi, nơi bên đây không có trừ nữa. Hiểu không? Dạ. Rồi vậy được chưa? Rồi ra giống thầy rồi đó.
Rồi giống như bây giờ bỏ trong HTKK đi. Bỏ vào HTK chưa? Thì chưa. Bỏ lại đi. Nhắc lại nè, nhìn trên đây nè. Bốn ông thì ông nào đưa vào 051VK và ông nào đưa vào 052VK? Ông năm ông D. Hả? Ông A với lại ông D là đưa vào 052 KK 10%. Thôi, đi bạn ơi. Tôi mệt bạn quá bạn ơi. Tôi cứ nói là hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên là cứ 051VK mà. Trong đây có ba người tôi ghi rõ thế này mà sao bạn nói gì với bạn? Hiểu không? Nhưng mà ông D đó là ổng thu nhập ổng là tính thuế 10% mà thầy. Ôi, em tính 10% mà sao ra cái số giống tôi hay với em? Ở đâu ra 10%? Lũy tiến từng phần hết người đẹp. Ông này là ký hợp đồng 1 năm mà sao 10% em? Lũy tiến từng phần. Trời ơi, vậy mà kêu ra số giống tôi biết làm sao luôn à. Có hiểu không? Thầy cho em nghiên cứu thêm đi thầy. Ủa sao nghiên cứu thêm? Hợp Như đồng thầy lao nói. hợp đồng lao hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên là lũy tiến từng phần. Ông D đây ông làm cái công ty kia là ông đã giảm trừ bản thân. Ông đã đóng bảo hiểm của bên đó luôn rồi. Nên tại công ty này thì lấy toàn bộ thu nhập của ông là 8 triệu 730. Là nó nằm ở lũy tiến từng phần bậc số 2. Nên nó mới ra cái số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của 1 tháng là lũy tiến từng phần nè. Đây. Đúng chưa? Lũy tiến từng phần đây. Bậc 2 nè. Dạ. Lấy 5 triệu trừ 0 nhân 5% cộng cho 8730 trừ 5 triệu nhân 10%, đây mới ra lũy tiến từng phần. Rồi được chưa? Dạ. Chứ không có trừ gì hết. Vậy mà ông D trừ 10% mà kêu đúng là đúng cái kiểu gì em? Rồi bây giờ ok Chờ chưa? em xíu, chờ em Tôi xíu. gửi lại em cái bản này của tôi rồi bắt đầu em làm là vô HTK đi. Chịu khó học bài cái. Em không học bài gì hết. Rồi tôi gửi lại đó. Alo. Dạ. Ok rồi, làm HTKK đi nha, làm xong nói tôi nha. Dạ. Mà hiểu ông D chưa? Hiểu rõ ông D chưa? Hiểu ý tôi nói chưa? Dạ hiểu rồi thầy. Tức là người lao động trong công ty mà trong năm làm song song ở hai công ty mà hợp đồng từ 3 tháng trở lên thì cái công ty thứ hai á là không có trừ gì hết á. Lấy toàn bộ thu nhập cái đó gọi là thu nhập tính thuế luôn. Dạ. Rồi cũng đó áp dụng lũy tiến từng phần được không? Dạ. Rồi ok làm đi. Alo. Dạ nghe. Còn cái tình huống thứ hai á là ông này á, lắm gì cho ông bác sĩ của bên em đó.
Ông làm ở một bệnh viện khác, đó là ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên là ông lũy tiến từng phần ở bệnh viện đó rồi. Rồi chủ nhật ông làm tại công ty em Dạ. thì cái đó mới gọi là 10%, được chưa? Vì tại công ty em không có ký hợp đồng lao động, mà ký hợp đồng dịch vụ, ký hợp đồng cộng tác viên là khúc đó tại công ty em là 10%, được không? Dạ. Và cũng không được làm cam kết nha. Chỉ làm cam kết khi nào? Khi mà ổng không có đóng bảo hiểm ở đâu đâu hết mà ổng thu nhập là ký hợp đồng dịch vụ ở nhiều nơi hoặc là một nơi và không có đóng bảo hiểm ở nơi nào hết. Đúng rồi. Ủa thông tin người phụ thuộc á thầy, cái 0503BK thầy, cái thông tin người phụ thuộc á thầy, lấy thông tin đó ở đâu điền vô thầy? Em điền đại đi, em điền đại thông tin người phụ thuộc đi, tôi gửi em cái file này rồi đó, em lấy thông tin người phụ thuộc trên đây nè. Alo, Dạ, phải nào thầy? trên đây nè, trên hôm bữa tôi gửi em cái file bài giải, có cái file bài giải lúc trước nè, thấy không? Có người phụ thuộc đó, lấy đại đi, lấy đại cũng được em ơi, lấy đại ai cũng được hết, được chưa? Cứ điền lại thông tin vô là được rồi. Trời ơi, điện đại cũng mệt quá, làm miễn sao nó đúng, nó biết cái cách làm thôi được rồi, hiểu không? Hiểu chưa? Dạ. Thì hiện tại một ông hiện tại là chỉ có ông A là người phụ thuộc thôi, đúng không? Dạ. Ông A có một người phụ thuộc thì em cho đại một người phụ thuộc nào đó đi, điền vô cái mẫu này thôi, đây nè, đó tôi cho đại nè, thấy không? Hiểu chưa? Dạ. Trời ơi, mấy này em chậm tiêu vậy mít liệu. Lần đầu tiên mới làm á thầy. Chưa làm bao giờ. Thì ông A nè, thì em ghi ông A nè, mã số thuế của ổng nè, họ tên người phụ thuộc nè, ghi đại một cái người nào đó, con ổng, ngày sinh phụ thuộc, ngày mấy, thì dựa vào khai giấy khai sinh, bằng đại học, thẻ căn cước công dân, nhiều thứ mà, đúng không? Dạ. Đó, cứ trên đây nó ghi gì thì điền theo cái đó thôi, được không? Dạ. Đơn giản mà, ghi từ tháng tới tháng này rồi, được chưa? Không, không một, không.
Đúng chưa? Còn ông B nữa thầy. Bây giờ coi 051BK này giống tôi không? Ừ. Nó có giống không? Sao thấy phức tạp vậy? Tôi thấy tôi làm bình thường mà em phức tạp. Tôi chỉ y hệt như vậy luôn. Học lý thuyết xong rồi làm thôi mà. Tôi đâu có làm gì thừa, tôi đâu có chỉ em thiếu cái gì 605 đâu. 160 605 160 316 Ủa gì xấu nữa năm đúng. Em đang so cái số ông A ông đồng C ông ACD rồi ACD cho cái tổng cộng đi. nhà Không. Làm nhanh đi. 448 820 tổng số thuế phải nộp B thầy cho em coi cái 02B đi thầy
Không, 51BK đúng chưa? 051BK thì em thấy cái số nó chưa? chưa Đi đúng. từng cái nào không đúng thì tôi giải thích, chứ làm hết cái nhảy qua 05. Bây giờ không đúng chỗ nào? Em đi từng ông đi, ông A đúng chưa? Ông A thì đúng rồi, còn tới ông B á thầy. Không có ông B nha, ông B là nằm À ông 052BK. C. Rồi ông C nè. Ông C cái phần mà thu nhập tính thuế sao nó không nhảy lên? Để em chờ xem. Ông C 8 triệu 2. Thu nhập tính Ông thuế nó bằng D. không, thu nhập tính thuế nó nhỏ, Ok nó thu nhập ông chịu thuế nó nhỏ C. hơn, cái khoản giảm trừ thì nó bằng không, đúng rồi. C 104 60, 104 760. Cái gì đó là ông D mà. Cái ông 104 760 ông D, cái phần mà tổng số thuế phải nộp sao nó không nhảy lên Ờ, ông này bảy bốn bảy sáu? em nghe tôi nói nè. Ông này thu nhập mấy nơi, ông D thu nhập mấy nơi? Hai nơi Thì có bấm vào ý quyền không? không thầy? Không thì nó như vậy thôi. Thì đây, không có giảm trừ thì em dồn từng cột thôi. Em không chịu dồn từng cột gì hết. Em cứ em giật ngược lên em đi từ từ thôi. Ví dụ như cột 12 đúng chưa? Rồi cột nào không đúng thì tôi sẽ giải thích cho em. Em đi như vậy đi. Em đi theo cái kiểu gì đúng không? Em đi từng cái đi. Cột 12 đúng chưa nè? Cột 12 em làm đúng chưa? Hai đúng rồi. Rồi còn cột nào? Em nhìn vô cột nào? Em đang bị cột nào? Rồi bắt đầu Chờ em. em xem tiếp cái cột này nè. Nếu mà em có điền vô thì em mới hỏi, ủa chỗ này tại sao lại không điền? Ví dụ như vậy. Được chưa em Cột ơi? 22 của em nó không nhảy lên. Hả? Cột Cột gì? 22 của em nó không có lên số. 122 thì sao mà nhảy được em? Cột 2 là phải gõ vô chứ sao nhảy em? Cột 22 là gõ vô chứ em làm ông em làm ông A là em nó tự nhảy à? Em làm ông A tự nhảy hả Ông A nó tự nhảy. em? Em nói sai rồi. Cột 24 nó mới tự nhảy. Cột 22 là phải gõ vô chứ sao tự nhảy được, sao nó hiểu. Cột đây là em lấy số đã khấu trừ trên bảng lương chứ sao tự nhảy được em. Gõ vô đi. Gõ cái file đây nè. Đó, file em làm rồi thì gõ vô. Rồi được chưa? Tôi Rồi làm giống tiếp rồi em. đó thầy. Tôi Được làm rồi tiếp thầy. em ơi. Được rồi thầy. Đó, tôi giải thích đi. Cột cột 22 là không có tự nhảy nha. Dạ. Đây nè, em phải để ý cái chỗ này nè. Em coi coi cái cá nhân ủy quyền là tích tích hai ông thôi. Đúng chưa? Đúng rồi thầy. Vì sao tích hai ông, nói lại tôi nghe coi. Tại vì cái ông cuối cùng đó là ông thu nhập hai nơi Đúng rồi, nên ông không được ủy quyền. đúng rồi. Rồi hiểu chỗ này chưa? Rồi ra rồi thầy. Ừ. Là số khấu trừ nó bằng số phải nộp luôn nên không có nộp thêm. Dạ. Rồi đó, em coi ông B đi. Đó, ông B đó. Ông B tổng số 18 triệu. Được chưa em? Rồi xong thầy. Có bốn dòng thôi mà. Dạ. Rồi bấm nút ghi đi, nó hiện báo lỗi không? Bấm nó hiện màu đỏ gì không? Có nó báo lỗi cái bên cái tờ khai số người là 4. Ừ, đúng rồi, số người là bốn, em ghi đi, em ghi bốn đi.
Cậu, em ghi mã số 16, ghi số 4 đi. Rồi đi chưa? Rồi nó ra. Để coi. Cuối cùng. Giờ cái này chứ nè. Giờ cái Dạ. nghĩa vụ quý toán thuế giống tôi không có đã. 19, 8, 90. Rồi giống rồi thầy. Rồi hiểu không có đã. Ý là bây giờ em xem cái phần 2 La Mã nè. Dạ. Đố em cái này nó lấy dữ liệu từ đâu để nó lên nè. Cái phần 2 La Mã nó lấy dữ liệu từ đâu để nó lên. Nó lấy từ cái BK01. Đúng rồi, nó lấy 051 BK mà nó lấy cái dữ liệu ngay 05. chỗ đây nè, nó lấy 24, 25, 26 nó lên thôi được không?456 dạ. Rồi bây giờ qua phần 1 La Mã nè, đố em cái phần 1 La Mã đây nè, cái phần từ số 1 tới với 8.3 đây nè, đố em nó lấy từ đâu nó lên. Em dòm với em nó giống tờ khai tạm tính hàng hàng tháng hàng quý không, giống không em? Chắc là giống thầy, em chưa làm bao giờ. Chưa làm nhưng mà học tôi chỉ rồi em mới dòm thấy chứ, tự nhiên em chưa làm bao giờ nói câu mắc cười ghê. tôi Bảy đã chỉ tám cho trăm tôi đã chỉ cho em chưa tôi đã chỉ cho em tờ khai tạm tính chưa? thầy chỉ rồi. Rồi nhìn nhìn phải phải thấy chứ sao, nó y hình như vậy, nó là tờ khai tạm tính đó, nhưng mà em dòm kỹ đi, em dòm kỹ để đố em nó lấy từ đâu nè, nhìn cho biết lấy từ đâu không. Ví dụ nè, thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân nè, nó lấy hai cái bảng này nó lên nè, nó lấy hai bảng này nè, nó lấy 051 BK và 052 BK nó lên luôn. Đây em dòm nè, em dòm cái mã 24 nè, 785 nè, Dạ. nó sẽ bằng số này nè, đây nó bằng 605 Số nè, lên 5180. cộng cho bao nhiêu Rồi. 180. đúng không? Đúng rồi này. Nè, 6 lấy 5 cộng với 180 thì ra 100 là ra 785 nè. Dạ. Rồi hiểu không? Rồi thầy. Rồi em coi đó. Tức là em giờ cũng phần 1 La Mã nè, về mặt nguyên tắc cái phần 1 La Mã nè. Nó phải bằng tờ khai tạm tính 12 tháng em cộng lại, về mặt nguyên tắc nó là như vậy đó. Em nốt lại mấy ý tôi nói này. Cái phần 1 đây nè, nó chính là tờ khai tạm tính hàng tháng hàng quý 12 tháng em cộng lại. Một La Mã phần 1 bằng tờ khai tạm tính 12 tháng hoặc là 12 quý cộng à, 14 quý cộng lại. của 4 quý cộng lại Đúng rồi. hoặc là 12 tháng. Nhưng mà ví dụ như là nếu mà có quý em không đọc thì không phải cộng được đúng không? Dạ. Giống như thầy nói nãy vậy là phải quay lại bổ sung cái quý mà buổi tối. Không, tối học em sao không có nhớ gì mình liệu. Vô tới cái phần này nó hơi bị loạn hơi nhiều thầy. Nguyên tắc tạm tính hàng tháng và hàng quý, nếu em không có số thuế phải nộp thì có làm không? Dạ không làm. Nhưng mà em muốn làm em nếu nếu mà em làm luôn có được không? Cũng được thầy. Thì nếu mà em có làm á thì mới cộng 12 tháng cộng lại thì nó mới bằng cái phần 1 La Mã này được, hiểu không? Còn ví dụ như có tháng em làm, có tháng em không làm thì cộng lại nó có bằng không? Cộng lại nó bằng với thầy, trường hợp nếu như mà có tháng nó bằng không mà không làm rồi cộng lại thì nó sẽ bằng. Trời ơi là trời, tờ khai tạm tính trong tháng của em 12 tháng, em chỉ nộp một tờ khai thôi, em chỉ nộp đúng duy nhất một tháng thôi, bởi vì tháng đó nó có phát sinh số thuế thu nhập cá nhân phải nộp nên em mới nộp đúng tháng đó thôi, thì sao cộng lại nó bằng cái trên này được? Thì nếu những tháng còn lại mà nó bằng không không khai thì cái tờ khai của một tháng bằng tờ khai quyết toán một năm. Trời ơi, em suy nghĩ lại, em suy nghĩ lại cái tờ khai mà quyết toán cả năm này nè,
là lấy 12 tháng của bảng lương cộng lại để đi lên đây. Còn cái tờ khai tạm tính của em ấy, em lấy có mỗi một mình tháng 12 em phải nộp, em làm lên thì sao mà bằng được. Trời ơi, nói như vậy cũng không hiểu nữa. Có hiểu Rồi không rồi rồi vậy? thầy ơi, rồi thầy ơi, thông rồi. Có thông não như vậy? Thông rồi, thông rồi. À, sao bữa nay em sao vậy? Hiểu chưa? Nên Dạ rồi thầy. nếu mà em muốn bằng á, cho dù trong tháng đó, quý đó không có phát sinh số thuế thu nhập cá nhân phải nộp, nhưng em vẫn nộp tờ khai tạm, Tạm tính. thì lúc đó nó mới bằng được không? À rồi rồi. Hiểu chưa? Hiểu rồi thầy. Rồi em coi cái 32 nè, cái số 32 nè. Đố em, bây giờ em tìm làm sao ra 45 này, nó lấy từ đâu ra 45 này nè. 45 336. Đố em mà tìm được rồi, ok. Cái đó công thức nó tự lấy thầy. Nó chính là cái này nè, nó chính là cái cột 22 đây nè, Cái mà mình tự gõ vô. là lấy 051 BK cộng 052 BK đó, nó lấy cột 22 đó chứ là cột 15 đây nè, nó cộng vô thì nó ra được không? Cột 22 của 051 BK tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ. À, rồi rồi thì. Ok, cái bảng của em giống bảng tôi chưa? Giống rồi đúng không? Dạ giống rồi thầy. Giống rồi thì về cứ nghiên cứu đi, cái chỗ nào không hiểu rồi nói tôi được không? Dạ để ví em dụ làm như ví lại. dụ ví dụ như 785 nè, 674 nè, nó lấy số liệu từ đâu đó, được không? Dạ được. Ý là làm, ý là lấy để biết thôi chứ còn nó cũng không có ý nghĩa, tại trên đây nó là cái nó tự động nó nhảy qua, Dạ. còn em muốn biết cái số liệu nó nhảy như thế nào em làm để em hiểu thêm thôi. Chủ Dạ. yếu là em quan tâm tới phần hai La Mã là quý toán thay nè, được không? Dạ. Rồi hiểu không? Dạ hiểu rồi thầy, để em nghiên cứu lại từng cái nữa. Bây giờ về nhà làm cái quý toán này đi. Cái quý toán mà nhiều bảng lương, hai bảng lương nè, được không? Alo. Dạ nghe. Tôi gửi cho em cái bài này rồi đúng không? Dạ. Em làm đi thì em sẽ hiểu nhiều hơn. Nói chung phải làm. Dạ. Cái làm đây là mẫu cũ nha, mẫu thông tư 92 nha, chứ đừng kiếm mà bỏ vô cái mẫu thông tư 80 nữa đầu cái nói tôi sao số nó tùm lum tà la chết dở nữa. Làm gì? Cái đây là cái 9 triệu thôi, cái 9 triệu lại cái 3 triệu 6 nên cái số nó em thấy nè, mẫu nó đôi lúc Dạ. nó khác một tí nè, thấy không? Dạ. Rồi ví dụ như là mẫu mới nè. Rồi được chưa? Rồi thầy. Ví dụ như tôi cho một cái tình huống ngay chỗ này nè. Ví dụ ngay chỗ này đi. Ví dụ đây là 19 8 70. Nè, em thấy cái khúc này là sao mà giờ này? Khúc này Số đâu? thuế phải nộp, số thuế phải nộp là 20.000. Ừ, nếu mà em không tích vào đây nha, em không tích vô đây nè, là bắt buộc em phải thu của ông A này 20.000. Được không? Tích chỗ nào thầy? Thầy cho em nhìn lại. Đây nè, cái chỗ đây nè, cái chỗ cột 27 nè, có cái dấu này nè, tí nữa tôi làm cho em xem, tí nữa tôi tích cho Dạ. em xem. Tôi À đang ấy rồi. nè, phải nộp 20.000 nè, thì nó nhảy lên tờ khai là phải nộp 20.000 nè, đó thấy không? Dạ. Là do em không tích vô, bây giờ em tích nè. Hồi nãy tôi hôm bữa tôi nói là nếu mà mình làm ra cái số thuế mà phải nộp tăng thêm mà từ 50.000 trở xuống đó, thì không thu tiền của người ta đó, nhớ không? Dạ nhớ. Thì em phải tích vô đây, em phải tích vô đây thì nó sẽ Dạ. không, nó không có nhảy lên đây. Đó em thấy À, rồi, không phải nộp nữa. không? Ừ, Không thấy phải thu chưa? thêm. Dạ. Thôi vậy nha, về nhà làm tiếp tục cái bài quyết toán hôm bữa đi để hiểu thêm được không?
Dạ được thầy. Rồi về cứ nghiên cứu đi. Rồi hẹn em thứ sáu tiếp tục nha. Dạ. Cái chỗ nào không hiểu thì nốt ra hỏi tôi. Dạ. Rồi bye bye nha. Dạ rồi em chào thầy. Ừ.